Con người đều có sinh lão bệnh tử, có những phiền não mê hoặc các việc, mà ngay lúc chúng ta giải quyết những phiền não mê hoặc của chúng ta thì gọi là giải thoát. Giải thoát những vấn đề trói buộc, dây hãm, khổ đau, mê muội. Những vấn đề này đều là việc mà người tu hành cần phải nỗ lực. Tu hành là giải quyết những chướng ngại và vấn đề trên tâm linh, cần phải để cho con đường đạo của nội tâm được thông suốt. Tu hành chẳng phải chỉ chú trọng công đức ở bên ngoài mà sao lãng công đức ở bên trong. Công đức bên ngoài là trì giới, bố thí, vân vân. Công đức bên trong là giữ tâm thanh tịnh, bình tĩnh, bình hòa, bình đẳng. Nghĩ đông nghĩ tây, kiểu này cũng tốt, kiểu kia cũng cần. Dục vọng càng nhiều, tâm có thanh tịnh không? Ngay lúc một con người phiền não, thử nói họ có bao nhiêu đức hạnh. Lời nói, hành vi, cử chỉ biểu hiện ra cũng không có sự tự nhiên bình tĩnh, bình hòa rồi. Huống nữa là lúc họ giận dữ thì lời nói có thể nhu hòa được không? Công đức bên ngoài cần phải làm, công đức bên trong càng cần phải tu. Học Phật tu hành có hai vấn đề trọng yếu. Một là tu huệ, hai là tu phước. Tu huệ là niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, trì chú, vân vân. Tu huệ sẽ được định, định sẽ phát huệ. Tu phước là một chút việc ác cũng không nên làm, còn việc thiện nên làm nhiều, thanh tịnh trong tâm, nhẫn nhục, ăn toàn đồ chay. Học Phật tu hành là nên tu cả phước lẫn huệ. Chỉ tu phước mà không tu huệ, hoặc chỉ tu huệ mà không tu phước thì không ra khỏi ba cõi sáu đường giảng sanh thế giới cực lạc là không thấy được. Phước và huệ cũng như hai cánh của con chim, nếu thiếu một thì không thể bay lên. Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư nói rằng bố thí trì giới sinh phước trời, cũng như bắn mũi tên lên hư không, hết lực rồi tên lại rớt xuống, chuốc lấy đời sau không như ý. Giả sử cầu được phước báo trời người, hưởng tột cùng phú quý vinh hoa, cũng chỉ là phước nhơ trong năm trượt. Một ngày kia hưởng hết rồi, lại được cái gì? Cái hoạn nạn của tâm là ba độc tham sân si, chỗ thọ là năm dục, tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Như thế chính thật là nhân khổ. Trong kinh dạy rằng tiền sắc, danh, ăn, ngủ, năm việc gốc địa ngục, năm dục nếu chẳng trừ, trần lao không ra khỏi. Người tu hành tịnh nghiệp, tâm ham muốn riêng tư chẳng nên quá nhiều. Nếu như ba nghiệp thân miệng ý không thanh tịnh là chuốc lấy cái nhân quả vậy. Cho nên nói rằng không vì bệnh tật đau khổ mà phát tâm, không vì cầu tiền của mà phát tâm, không vì để tăng thêm phước thọ mà phát tâm, không vì báo đáp tình thân mà phát tâm. Chỉ có thể vô tâm ở nơi muôn vật thì ngại gì muôn vật vây quanh. Phàm phu có các ác duyên trói buộc nên chẳng dễ an tâm tu hành. Chỗ nói đến của Phật pháp là tâm pháp, tâm không an thì có sự trở ngại không thể tu hành, nên nói là buông hết. Người đời đều có tâm, có tâm thì ắt phải có niệm, khởi niệm thì chắc chắn phải có nhiễm và tịnh. Nhiễm là nắm lấy sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp. Tịnh nghĩa là không nắm lấy sáu trần. Quán sát lúc ban đầu do tâm niệm của chúng sanh mà sinh ra, cho nên Đức Phật nói ba cõi chỉ nơi tâm, muôn pháp chỉ nơi thức, nên phải cẩn thận nơi niệm ban đầu để chế ngự tâm nhiễm. Nếu chẳng giữ sáu trần tức là không có nghiệp, từ đó mà được vô tướng. Cho nên một niệm không sinh thì sáu đường trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều tiêu mất các đức luân hồi. Hạt giống nghiệp lại dứt mà ra khỏi ba cõi vậy. Lợi ích của việc học Phật có thể nói từ hai phương diện. Thứ nhất, phương diện chính mình. Người đã học Phật có thể nương theo lý Phật mà chiếu xét tư tưởng và hành vi của mình. Như có việc bất chánh thì đưa nó vào chánh, không quy củ đưa vào quy củ, nề nếp. Tu dưỡng đối với thân tâm của mình rất có lợi ích, là triết học cần thiết cho việc xử thế. Thứ hai, phương diện người khác. Học Phật có thể đem nhân sinh quan riêng tư vì ta mà cải đổi làm vô ngã đại bi. Nhân sinh quan hy sinh vì người, mình và người cả hai đều lợi. Làm tiêu chuẩn tối cao về đạo đức của nhân loại, chỉ có người học Phật mới có thể hoàn thành. Tu hành lúc bình thường, cuộc sống hàng ngày cần bình ổn và điềm đạm. Tâm tình đối cảnh cần phải bình tĩnh, bình đạm. Khổng Minh và Các Lượng thường nói rằng đạm bạc để sáng chí, yên tĩnh thì thấy được xa. Tất cả thuận ở nơi tự nhiên. Con người có thể bình thường đạm bạc qua một đời này là một hạnh phúc lớn không gì hơn. Bình phàm. Gọi là bình phàm không giống như thế tục tầm thường.
chỉ là chẳng cầu nghe thấu đối với lời khen thế tục tầm thường, mà là hết lòng hết sức cày cấy lặng lẽ mà chẳng cần hỏi thu hoạch thế nào. Người đời gọi là trong lòng nuôi chí lớn mà ngoài mặt như người thường. Bình thường, người tầm thường phước nhiều, bình thường là quý báu. Thật là một câu danh ngôn chí lý. Bao nhiêu người đeo đuổi mục đích cao xa, một đời chẳng đạt được những ham muốn cảm thọ đầy đủ chính ta. Ngạn ngữ có câu: trèo lên càng cao, té ngã càng nặng. Bình tĩnh là để chỉ định lực, nghị lực, công lực, cũng tức là tu thân dưỡng tâm, còn gọi là nuôi dưỡng công phu. Chỉ có như đây mới có thể gặp biến động không kinh sợ, cẩn thận toan tính có thể cắt đứt, núi sạt lở trước mặt vẫn không biến sắc. Cho nên nói rằng bình thường hàng ngày làm người phải có phong cách mô phạm, cần nên phù hợp phạm trù đạo đức, nuôi sống tâm linh, tu dưỡng tâm lý và chú trọng hơn sinh lý. Tâm lý nếu không khỏe mạnh thì dẫu trăm vàng, ngàn vàng, ức vàng mua bán giàu có cũng khó mà mua được sự khỏe mạnh tâm lý. Tịnh Khôi mong chúng ta cùng cố gắng nhắc nhở lẫn nhau: quá cầu phú quý chẳng bằng tùy sự việc mà ăn. Biết đủ thì thường vui, chỉ cần biết đủ và ít ham muốn thì có thể được vui vẻ. Sao gọi là tu hành? Tu hành tức là chúng sanh tự tâm thệ nguyện độ, tức là tự tánh mỗi người tự độ. Cần rõ hiểu là chúng sanh của tự tâm, tức là các thứ tâm bất thiện, tâm tà mê, tâm ác độc, tâm cuồng vọng, tâm đố kỵ. Những tâm bất thiện này đều là chúng sanh ở trong tâm, mỗi người đều cần tự tánh tự độ. Đây gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là nắm lấy chúng sanh si mê phiền não tà kiến còn tồn tại ở trong tâm mình, dùng đạo đế trong bốn chánh đế, chánh kiến của tám chánh đạo, thấy hiểu chính xác để độ thoát chúng nó, tức là tiêu trừ hóa giải phiền não ở nơi vô hình, diệt sạch tất cả các bất thiện, phát tâm bồ đề, xa lìa tâm niệm nhơ quế lộn xộn, khiến trong tâm thuần khiết. Tu hành tức là tu chánh hành vi. Hành vi chúng ta đã có những sai lầm sai lệch, sửa cho chánh lại những lỗi sai lầm lệch lạc ấy, đây tức gọi là tu hành. Hành vi của chúng ta trong cuộc sống thường ngày rất nhiều, rất nhiều. Đức Phật dùng phương pháp quy nạp đem nó phân làm ba loại lớn: thân, miệng, ý. Thân là hành vi của chúng ta, miệng là lời nói, ý là tư tưởng, là thấy hiểu. Dùng ba loại lớn này thì đều đã bao quát hành vi của chúng ta. Ba loại lớn này nếu có tổn hại, bất lợi, lỗi lầm, sai lệch đối với chúng sanh thì đem chúng mà sửa đổi cho chân chính trở lại. Đây gọi là tu hành. Tu hành là nương nơi quy củ mực thước của Phật Pháp để tu trì học tập, dựa trên quy củ chân chánh của Phật Pháp, tịnh hóa thân tâm của mình, đem toàn bộ những tạp khí vô minh của sự sai lầm bất chính đều sửa đổi cho chân chính trở lại, mà đạt được mục đích tột cùng của sự tu hành là thành Phật. Phật Pháp chú trọng là ở sự thực tiễn, chẳng đơn thuần chỉ là sự hiểu biết trên chữ nghĩa, mà còn phải làm trên hành vi. Nếu chỉ nói mà chẳng thể làm thì dẫu hiểu đạo lý ở trong đầu có Đại Tạng Kinh cũng vĩnh viễn không thể giải thoát. Nếu miệng nói mà lại còn có thể thực hành thì mới hữu dụng. Đường tắt của sự tu hành không những cần khắc phục những vấn đề hữu hình như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, mà bên trong còn phải chế ngự ngàn vạn tà ma trong tâm của mình như tham, sân, si, mạn, nghi, tà, đố, hận, giải đãi dục vọng. Những phiền não của vô minh, những tà ma đó còn đáng sợ hơn những chướng ngại hữu hình. Tu hành là vì khắc phục những phiền não ma chướng ở trong nội tâm chúng ta và tất cả những nhiễu loạn và chướng ngại bên ngoài, đồng thời còn phải nhẫn chịu những sỉ nhục và khổ nạn từ ngoài đem đến. Phần lớn người tu hành là không tu hành thì phân biệt ở nơi ba nghiệp thân, miệng, ý. Nếu thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý khởi niệm ác, tức là người không tu hành. Mọi thứ tốt xấu, thành bại, dinh nhục đều quyết định ở nơi hành vi chính mình. Thiện và ác do sự nỗ lực hay không mà thôi. Không có một cá nhân nào có thể được ban phước lên thiên đàng, cũng không có một cá nhân nào có thể ngang chướng mà xô đẩy người thiện rơi vào địa ngục được. Khen tốt hay ca tụng thì không thể lìa khổ được vui đâu. Chỉ có thể dẫm lên sự thật là tu thân dưỡng tánh mới có thể khiến cho nhân cách của mình được tịnh hóa thăng hoa, khiến cho mình hưởng thọ được niềm vui của sự được lý an. Có người phân ra kẻ thượng trí, người trung bình
và hạng hạ ngu. Nhưng hãy đúng căn cơ thì hiệu quả. Do đó Phật giáo là tôn giáo tín ngưỡng chính mình. Người làm thiện thì được quả thiện, người làm ác chắc chắn thọ quả khổ. Do đó muốn được huệ nhãn giải thoát thì cần phải tu trì chí thành, lấy giới định huệ để phá trừ tham sân si, lấy 10 việc thiện để đối trị 10 việc ác, nương theo 8 đường chánh để tăng trưởng đạo đức thực tiễn qua thời gian. Công phu đến một lúc thì có thể diệt trừ tất cả phiền não, khổ đau, thoát đi cảnh giới sinh tử luân hồi. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp 49 năm, không pháp nào chẳng gì người đời, mà chỉ đưa ra một điều là đạo thành Phật, tự mình sáng tạo ra trí huệ và nhân cách viên mãn rất triệt để. Chỉ một đường này lại là chính mình nhờ vào nghị lực, đi bằng trí huệ và tâm thường hằng để hoàn thành nó. Cho nên biết rằng thành Phật, bí quyết tu hành là từng giọt công phu, từng bước tu hành, một bước tới trời là không lên được. Học Phật trong cuộc sống hiện thực là vì đã trải qua cuộc sống lý tánh, trong lòng đã hàng phục được phiền não chính mình. Trước mắt làm bất cứ việc gì, trước nhất phải nghĩ đến chúng sanh. Nếu như việc làm mà tổn hại đến chúng sanh, như thế thì không nên làm. Người học Phật cần không ở nơi tâm, không thì có thể giải thoát, chẳng được như vậy thì nhọc nhằn gánh giác cũng nhiều. Pháp môn niệm Phật rất thù thắng và tôn quý, nhiếp đủ hết căn cơ thường trung hạ của chúng sanh. Như thế tại sao lại khiến cho người ta tâm tịnh không? Đầu tiên cần phải bỏ hành ác, xa lìa tham dục, dục nhiễm bất tịnh, ham muốn nhơ quế. Tâm chẳng tịnh thì niệm Phật không rõ. Cần thiết cho việc tu tâm là ở sự giữ gìn kiên cố pháp giới. Giới bị dục nhiễm là do ba nghiệp, tất cả chỉ nơi tâm tạo ra. Sự ham muốn được sinh ra rồi kết nhóm khởi lên duyên với nhau. Nghiệp của ham muốn là do tâm sinh, nên theo đó các pháp được sinh. Một khi đắm nhiễm tức là bị trói buộc, chẳng được tự tại. Cho nên yêu tiền của thì chết vì tiền của, yêu danh thì chết vì danh, các việc khác thì xét biết. Pháp môn niệm Phật chung nhiếp năm giáo, trùm khắp ba căn, là một thời giáo hóa của Như Lai, rất rộng rất lớn, là pháp lớn rất đơn giản và dễ dàng. Ngàn kinh tán tụng, muôn luận tuyên dương, chư Phật mười phương khác miệng đồng âm mà khuyên bảo tin tưởng. Cao tăng đại đức xưa nay nhất tâm hoằng dương, sự sâu xa của triết lý, sự rộng lớn của vấn đề nhiếp cơ, 84,000 pháp môn lấy đây làm thứ nhất. Bởi vì các pháp môn khác đều phải nhờ tự lực mà đoạn hoặc chứng chân. Pháp môn tịnh độ này còn gồm cả sự nhờ Phật lực trồng dược ba cõi. Cõi ta bà dơ quế trầm trọng, cần đến địa vị thập tính mới ra khỏi dòng khổ. Cảnh giới của cực lạc thù thắng hơn hẳn cõi ta bà hàng vạn lần. Niệm Phật giảng sanh cả thảy đều bất thối. Chúng ta nên biết tôn giả Xá Lợi Phất phát tâm từ thời Đức Phật Đại Thông đến nay trải qua nhiều kiếp như số hạt bụi, hãy còn ở địa vị thanh văn. Có thể thấy rằng cái khó của sự tự lực tu chứng ở cõi này. Huống hồ hiện tại cõi ta bà này đang lúc là thời mạt pháp, ma quân lộng hành, tâm tánh chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, huệ mỏng, phước nhẹ và nhơ quế nặng. Muốn nhờ tự lực để tu chứng lại là khó trên khó. Trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn chỉ dạy đại chúng: thời mạt pháp ít ít người tu hành, ít có kẻ đắc đạo, chỉ nương nơi niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Bậc cổ đức cũng có nói rằng: học đạo các môn khác giống như con kiến lên ở núi cao, niệm Phật giảng sanh như thuyền buồm đi thuận gió nước xuôi. Kinh Phật và lời tổ khăng khăng khuyên tu tịnh độ niệm Phật, tại sao chúng ta lại nỡ cô phụ lòng từ bi của Phật của tổ mà chẳng chịu đọc và nghe để sanh tính tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc ư? Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn tối quyền, tối diệu, chí viên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đầy đủ hết thảy các pháp gọi là viên. Ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đúng. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư Tổ. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tín, nguyện và hành là tông yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định giảng sanh. Nếu không có tín thật cùng nguyện thiết
dù có chân hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống hồ là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư? Bởi lẽ pháp môn này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Từ xưa đến nay, người tu tịnh độ, pháp môn trì danh niệm Phật được thành tựu rất nhiều. Pháp môn đó rất thẳng tắc, rất viên đúng, có thể vượt bậc, chẳng cần trải qua tu lần hồi mà có thể đốn siêu. Từ tiểu học có thể thẳng lên đại học, mà phương pháp giả lại rất đơn giản, khiến người chẳng dám tin, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Tu hành, hành là hành vi sinh hoạt. Trong hành vi sinh hoạt khó mà tránh khỏi những sai lầm, sửa đổi lại những hành vi sai lầm gọi là tu hành. Năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc đều là hư giả, chẳng phân biệt thì có thể thọ dụng, chẳng thể ái nhiễm, càng chẳng được chấp trước. Tu hành học Phật là phải nương theo lời dạy, như pháp mà tinh thọ chịu làm. Ngoài vấn đề trì giới, các ác chẳng làm, bố thí, các thiện dân làm, còn cần phải tự thanh tịnh ý, nhẫn nhục tinh tấn, ăn toàn chay, thọ trì một phương pháp tu, tức là phương pháp đó cần phải chuyên tâm nhất ý. Tu hành học Phật muốn vãng sanh thế giới cực lạc thì cuộc sống phải ít ham muốn và biết đủ, thiểu dục tri túc, đạm bạc giản dị, tùy nghi với những gì mình có. Tâm bình an thì lý sẽ được, trên không hổ thẹn với trời, dưới không dối gạt với đất, không tranh không cầu, không vọng lấy, không vọng dùng, tự nhiên tự tại, yên ổn vui vẻ. Ngược lại, nếu tu hành học Phật mà còn dính nặng nơi cuộc sống vật chất, như thế thì cũng học mà không làm sao ra khỏi căn nhà sinh tử được. Tu hành học Phật cần có chánh tính, vì chánh tính rất trọng yếu. Chánh tính thì vãng sanh thế giới cực lạc. Không chánh tính mà niệm Phật tu phước thì đời sau sang giàu thì cuộc sống hưởng thụ, dễ làm ác, tạo các nhân xấu. Người không chánh tính, đời này niệm Phật, đời sau hưởng phước, đời thứ ba phước hết thì rơi vào ba đường ác. Đây gọi là làm quán ba đời. Bởi vậy chúng ta tu hành học Phật thì nên sanh tính tâm chân chánh. Chánh tính và chẳng chánh tính khác xa nhau như trời và vực thẳm. Tu hành học Phật không nên mê đắm ở vật chất dục lạc, mà quên bản đi cội nguồn sinh mạng là ở nơi cõi tinh thần. Kinh Phật thường nói, chúng sanh bồi giác hiệp trần, quay lưng lại với sự giác ngộ mà đi hợp với trần lao khổ luyện. Cũng vậy, người tu hành nếu chẳng muốn đánh thức Phật tánh ở bên trong, cũng chỉ là ưa thích cái xấu tệ càn cợt trọn đời của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài. Cũng cần biết bởi vì sao danh vọng, sự nghiệp, cơ đồ hiển hách cũng có một ngày rơi rớt lụng bại, và thân bạn quyến thuộc ân ái thân mật cũng có lúc phải phân ly thôi. Siêng năng tu hành học Phật, trì danh niệm Phật, tức là có phước khí lớn, thiện căn lớn. Người phước mỏng ít thiện căn là hữu thỉ vô chung, có khởi đầu mà không có cuối cùng, chỉ hơi tin Phật. Người không thiện căn là người không tin Tam Bảo, càng thậm tệ hơn là không những chẳng tin mà còn quỷ bán Tam Bảo. Tu hành tức là phương pháp xem xét những sự sai lầm mà chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ. Pháp tưởng, pháp nói, pháp làm cũng vậy, cần nên sửa đổi cho chân chính lại, cũng bao hàm sự kiểm thảo điều chỉnh đối kháng chính ta, khống chế dục vọng và cân bằng thân tâm. Nhưng chúng ta cũng nên chấp nhận những nghi thức hành với bên ngoài mà sinh ra tác dụng quân tập bên trong. Ở lúc hành trì công khóa sớm tối, chẳng phải là khiến cho tâm mình an định, chuyên chú ở nơi khóa tụng hay sao? Còn chúng ta giữ giới thì mang ý nghĩa gì? Giới là một loại hình thức giới luật đang làm. Kỳ thật giới luật là phạm vi ngăn ngừa cần thiết sự làm ác của chúng ta. Giới luật giúp đỡ chúng ta giải thoát. Nếu như người nào đó cảm thấy rằng giới luật là một vấn đề trói buộc, như thế là biểu thị người đó còn muốn làm việc xấu. Đây là hình thức bên ngoài có công năng nhất định của nó, chỉ xem chúng ta dùng trạng thái của tâm thế nào để xử lý nó. Tu hành học Phật xưa nay là việc của chúng xuất gia, còn chúng tại gia chỉ tin Phật trồng nhân thiện, được phước báo trời người, đời sau hưởng phước. Nếu chúng tại gia cũng muốn học Phật tu hành, niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, thì thân tại gia mà tâm đó cần phải xuất gia. Không thể thân tại gia mà tâm cũng tại gia. Thường là nhớ tưởng việc gia đình, việc trên xã hội, dục lạc hưởng thụ, nên cần phải công phu nhiều hơn chúng xuất gia một chút
mới chế ngự được tâm. Nhân vì chúng tại gia có nhà, có nhà rồi thì có thân bằng quyến thuộc, bởi vậy mệt nhọc suy nghĩ, lại có việc đời, bởi vậy phân tán nguồn tâm, lại có danh lợi, bởi vậy biến động nơi ý, lại có hoạn nạn, bởi vậy lo buồn ở chí. Cho nên thân và tâm không dễ gì yên tịnh được, lại chẳng có thể bàn đến sự thanh tịnh của ba nghiệp thân miệng ý được. Nhà thực tại là nhân duyên phiền não, có nhà rồi lại nên xả bỏ việc thế tục mà tu hành. Thực tế thì cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được hết. Chúng tại gia có nhà, nếu có thể dùng công nhà để nhìn thì nhà không thể là cái trói buộc. Xét ngược lại thì rất nhiều phiền não. Nếu là người không gánh vác sinh kế của gia đình, bỏ việc đời chẳng khổ nhọc nặng, bỏ việc kinh doanh lo lợi, có thể chuyên tâm tu hành rất tốt. Tu hành không phải là phân biệt trên hình thức xuất gia hay tại gia, mà là phân biệt trên tâm địa. Người có thể xả bỏ sự suy nghĩ và công việc thế tục như phú quý, vinh hoa, các dục vọng thì cùng với người xuất gia như nhau. Người xuất gia nếu không xả bỏ suy nghĩ và công việc thế tục vẫn như người tại gia. Nên biết rằng tu hành cần ở trên tâm địa, không phải ở trên hình thức mà thôi. Vì sao nhiều bậc cao nhân biện tài vô ngại, ngồi yên tham thiền đã đạt đến tam thiền, tứ thiền, hoặc người tay nắm tràng hạt niệm Phật mà không được giảng sanh thế giới cực lạc? Đây là miệng nói tu hành nhưng chưa đem tâm tin Phật để tu hành. Tức là bận rộn những sự việc gia đình, xã hội, bận rộn chuyện ăn uống vui chơi, dục vọng rất nhiều, rồi vọng giữ lấy, vọng sử dụng. Lúc niệm Phật ngồi yên, tâm mới chỉ được chút ít mà vẫn còn bị hai cảnh thuận nghịch xoay chuyển, bị tình thức bủa vây, bị ái chấp trói buộc, không thấy rõ tình đời, buông không được muôn duyên diệt tục. Lúc mạng chung tâm sinh điên đảo thì làm sao ra được ba cõi sinh tử? Ngay cái thiền rốt cuộc cũng khó mà đạt được, nói chi đến giảng sanh thế giới cực lạc ư? Gặp được việc tốt, thấy được việc tốt, nghe được việc tốt, tức là gặp cảnh thuận. Gặp việc xấu, thấy việc xấu, nghe việc xấu, tức là gặp cảnh nghịch. Ở cảnh thuận thì hớn hở vui cười, ở cảnh nghịch thì u sầu khổ sở, tức là bị hai cảnh thuận và nghịch xoay chuyển. Dù ở cảnh thuận vui vẻ hay cảnh nghịch mà vẫn không khởi tâm động niệm, vì ngay nơi khởi tâm động niệm thì lập tức bị hai việc thuận nghịch xoay chuyển. Vui giận ưa ghét ham muốn đều là một chữ tình. Nếu làm được những việc như bị xúc phạm không giận dỗi, bị tổn thương không oán hận, tiến đến coi những việc đó như không, ngược lại thương xót tâm si mê của người khác, nếu có thể ngộ được lý này thì tâm thường thanh tịnh, tâm như tịnh độ cõi tịnh vậy. Cha mẹ, con cái, công danh, tiền bạc giàu có, văn chương nghệ thuật, ngọc ngà châu báu đều là những thứ yêu thích. Nếu làm được việc có nó cũng như không có nó, chẳng nghĩ tưởng về nó, bởi vì phàm khi có tâm ái tồn tại thì lúc tâm chung bị cái ái này dắt dẫn theo những việc trước mà luân hồi xáo nẻo. Do đây có thể biết một chữ ái chính là cội rễ của sinh tử, là một trở ngại lớn cho việc giảng sanh. Trong vấn đề học tập Phật Pháp, cải tiến chính mình từ trong cuộc sống thường ngày, khiến cho mình cùng với mọi người trong xã hội có được sự quan hệ càng hài hòa hơn, đây cũng là tu hành, mà giả lại càng dễ làm cho mọi người và gia đình tiếp nhận. Tu hành là cần tự tại, nhìn cho rõ, buông cho hết mới có thể được lợi ích. Phú quý vinh hoa, ăn ngon mặc đẹp, ở sang, ăn uống vui chơi, những việc này là chỗ vui ưa tìm cầu của người đời. Người tu hành cần nên bỏ lìa những cái này đi, bởi vì phú quý vinh hoa, những cái đó làm trở ngại sự an bình và yên tịnh của thân tâm người tu hành. Nó làm cho ta chẳng được tự tại và giải thoát. Trang phục nên đơn giản thuận tiện mà không nhất thiết phải hợp thời trang. Việc ăn uống cốt sao no bụng và bảo đảm sức khỏe, mà không cần nặng về ngon hay không ngon. Phương tiện sinh hoạt thường ngày nên giản dị, đạm bạc mà không câu nệ ở sự thể diện. Những vấn đề này mà còn dính mắc, tức là không tự tại. Ở chỗ thuận thì mặt mày hớn hở, ở chỗ nghịch thì mặt mày u sầu ảm đạm. Đây tức là nhìn không rõ, tham ái dính mắc nơi tiền bạc giàu có, danh vọng, quyền thế, con cái, nam nữ, vân vân. Đây tức là buông không rời, không tự tại, buông không rời, nhìn không rõ, đều là việc ngăn trở con đường ra khỏi ba cõi. Chẳng xét là tại gia hay xuất gia, mà mục đích rất chủ yếu của việc tu hành là mong cầu được chuyển mê khai ngộ, ra khỏi ba cõi, lìa khổ được vui,
cho đến thành Phật. Do từ việc nghe kinh, tụng kinh chẳng biết dùng bao nhiêu thời gian mà biết rất nhiều danh từ về Phật học, thậm chí còn có thể diễn thuyết biện tài, miệng nói ra những Phật pháp, chính mình xem hiểu thông suốt như nước chảy mưa rơi. Nhưng ở trong cuộc sống thường ngày, không cách nào đem những Phật pháp mà chính mình đã nói ra được để ứng dụng, ra sức hành trì. Như thế, giảng thì mặc giảng, làm thì mặc làm, không cách nào việc làm và đạo lý bình giảng thích hợp với nhau. Như ngồi tĩnh tọa, quy định chính mình có thể ngồi rất lâu vững vàng không động, nhưng chỉ cần một khi đứng dậy thì vẫn dậy theo danh tiềm lợi, không có phương pháp nào đối với cảnh mà chẳng khởi niệm, tay lần tràn hạt. Tùy lúc tùy nơi niệm Phật, thế nhưng trong tâm vẫn vậy, vẫn tính toán so đo giàu có danh vọng quyền thế vân vân. Nếu cách này mà học Phật tu hành thì chỉ trên sự nghiên cứu mà thôi, đều chẳng thể lấy ra được một chút nào sức ứng dụng mà tu hành. Ra khỏi ba cõi cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chân nghĩa của Phật pháp cùng với cách nhìn và nhận thức của người đời rất trái ngược nhau. Người đời cho là quý báu như là châu báu, ngọc ngà vân vân. Phật pháp cho là tầm thường, người đời tham ưa như là tiền bạc, giàu có, danh vọng, nam nữ. Phật pháp xả bỏ, do Phật pháp chẳng thuận theo thế tục, vì vậy Phật pháp không được người đời hứng thú học tập. Chẳng giống với ngoại đạo là theo cách thế tục để dụ dẫn và mê hoặc con người. Người học Phật tu hành chẳng thể không hiểu rõ điều này. Sự khoái lạc của đời người là việc ngắn ngủi tạm thời, thế giới cực lạc mới là niềm vui an lạc vĩnh hằng. Mục đích của người tu hành là cần giải thoát, vượt ra ba cõi, giảng sanh cực lạc.